chào cả nhà nha. Hello cả nhà. Hôm nay thì mấy anh em mình đi xuống để trao tiền về các mạnh thường quân, gửi về là ủng hộ cho em Nguyễn Văn Lì nha cả nhà. Số tiền trên tay của Phim đang cầm đây. Đó, số tiền lớn lắm nha cả nhà. Thật sự anh em mình nói hôm nay là ngày anh em mình rất là vui luôn. Nhưng mà nói nên cả nhà thông cảm nha. Tí xíu nữa quay thì anh em mình sẽ mang khẩu trang này. Tại hiện giờ tỉnh Sóc Trăng mình, huyện Cù Lao Dung mình ở xã Đại An á, thì có mấy ca dương tính nên anh em mình hơi cẩn thận, dù biết là cái clip mình mang khẩu trang quay thì nó cũng hơi ghi hình thì nó cũng hơi xấu một xíu. Nhưng mà tình hình bây giờ dịch bệnh thì mong các bạn thông cảm là nó diễn biến quá phức tạp. Đó thì 0 giờ nè, 0 giờ ngày 18 thì toàn tỉnh Sóc Trăng sẽ thực hiện chỉ thị 15 của theo nghị định của Thủ tướng Chính phủ. Cho nên anh em mình kéo khẩu trang lên. Hai cái hai cái luôn. Cặp. Bây giờ thì mình sẽ vô hỏi thăm tình hình sức khỏe của em nó như thế nào và trao những cái số tiền của mạnh thường quân trong nước cũng như ngoài nước gửi về cho em nó nha cả nhà. Chào cô. Nó mới nằm viện về ngày hôm qua. Vậy hả? Vậy là bây giờ cái mổ cái tay này đúng không? Không ngày nghe nói nằm bệnh viện đó. Mổ cái tay cái lặn luồn ống á. Vậy đó hả? Hiện tại bây giờ là em vẫn chạy bên đây không? Không cần chở, còn chạy cái giò tới nói đâu tới 2 tháng hay gì á mới ấy qua cái tay. Cho trái banh nó trị liệu phải không? Trái banh này bóp làm gì? Bóp lên cho cái mạch máu nó lưu thông, cho nó chạy cho nó nữa, nó chạy cho nó dễ. Vậy đó hả? Không vậy mà bệnh viện mấy ngày? 7 ngày. 7 ngày hả? Rồi bữa nay sao, thấy trong người đỡ không? Người cũng bình thường, khỏe. Vậy là bây giờ hiện tại giờ cái đồ này dở lên nó vẫn còn cái kim như nó. Thôi đừng dở. Dở lên nó đau đúng không? Dạ. Đau không? Ngủ ban đêm ngủ được không? Em ngủ rồi không được, tại tay với giò nó đau nó nhức quá. Vậy đó hả? Luồn cái ống nó vô chắc nhất. Giờ hai giò sưng phụ luôn. Sưng hả? Đúng rồi. Hai bàn giò sưng. Đâu, cái mu bằng chân á hả? Tao dở dép anh coi. Cái chân này cũng có mà cái chân này nó mập á. Để nhẹ nhẹ thôi. Nó mập á. Đi thôi. Phải đi rồi mình đi ăn động. Đi ăn động. Mình nằm đâu có được. Chân này nó bị phù. Thì vòng trong nhà thôi. Nằm quá cũng đâu có được đâu. Dạ. Rồi về vậy rồi chừng nào đi nữa? Thứ hai em đi thì mới đi nữa. Thứ hai đi coi như là đi chạy thận đó ha. Đi chạy thận mỗi tuần luôn á. Rồi bây giờ anh cũng xuống đi hỏi thăm em xíu rồi gửi cái số tiền mà của những mạnh thường quân gửi cho em chị bệnh á. Rồi bây giờ mình vô mình qua đây ngồi chút xíu ha. Đi ngồi đi rồi. Đi bình thường không? Đi được không? Được á. Đi mình đi vắn nhắc á. Bởi vì ấy còn cái kim chống nó đau. Đỡ đỡ anh Trầm ơi. Cái tay nó nóng rồi nè. Cái tay nó mỏi vậy đó. Cái tay nó nóng một cái. Hôm nay thì anh xuống cũng gửi cho em số tiền cô chú anh chị bạn bè cha trong nước cũng như là ngoài nước gửi về cho em để đi trị bệnh. Bây giờ trước khi trao tiền anh muốn hỏi là giờ em có kiểu như nhà mình vậy á, có mong ước cái gì không? Ví dụ như giờ nhà có bị giọt không? Đó. Giọt không? Dạ. Thấy lòng nhà rồi. Rồi ăn uống làm sao rồi ban đêm ngủ có mền gối á. Có đủ là ấm không? Có thiếu mùng mền, cứ ngủ có bị lạnh, có thiếu ấm không? Có thiếu gì không? Nói anh biết. Mùng mền thì em ngủ thì có ấm. Không có thiếu. Những ngày đi vô đó nằm mổ cái này là nằm một tuần là sẵn là chạy thận luôn hay là người ta một tuần người ta mới cho về? Mổ là một tuần ở chỗ mình chạy thận luôn. Anh nghe nói là mới về hôm qua đúng không? Dạ. Thì do bạn với cô chú anh chị thông cảm ha, tại vì nên nhiều khi mạnh thường quân á, người cái clip mình nữa thì người có người sẽ coi trước, có người sẽ coi sau,
rồi trong cái quá trình mà chuyển tiền về á, thì cũng như là cái mùa này nó người ta giao tiền hơi khó khăn, thì cho nên anh em mình làm á là cũng như trao số tiền nó hơi trễ. Rồi cái nhất, cái thứ hai nữa là em lì á, là nằm bệnh viện hết tuần nữa, cho nên anh em mình chưa có xuống trao cái số tiền đó được. Thì hôm nay thì em nói là bệnh viện về, đây là cái danh sách của mình, thì vương và cái số tiền trong đây thêm cộng cũng gần 40 triệu nha cả nhà. Đó hôm nay anh em cũng vui lắm, em xuống chào cho em nữa luôn. Rồi không gà ở vòng vòng xóm con nghe nói là cũng có tới cho đúng không cô? Rồi có cái chú em đợi đó, tên gì đây nè quên rồi, cảm ơn cô ngoài nước Canada với cô nước Úc gia đình cảm ơn mấy cô nhiều quá. Vậy là gửi giao tới nhà cho cô là một cô ở nước Úc, cô Canada. Cô ở Canada. Canada, cô gì tên gì quên rồi. Vậy gia đình tôi cảm ơn mấy cô ở nước Úc với nước Canada với mấy người cô ở Đài Loan đó, em cảm ơn nhiều. Vậy là cũng gửi cho mình một mớ đúng không con? Cũng mừng cho em đi. Thì bây giờ mùng mền, trả lại vấn đề của em là mùng mền chiếu gói vậy đó, em đủ chưa? Mùng mền chiếu gói em thì cũng đủ. Có chiếu đúng không? Chiếu tại chỗ em ngủ trên này đúng không? Đây nè. Em ngủ đây. Ở chỗ này có bị dột không? Căng ở trên đó. Căng cái miếng bùn hả? Đi ở nhà bị dột đúng không? Giờ muốn mướn rồi sao mình nó kiểu như là có sửa lại cái nhà này không? Đọc tên lên được không? Cái này lọt tên lên à? Này đồng tay này xài được không? Không biết nữa. Tay này lâu chưa? Mùi lá rồi đó. Mùi lá thôi chắc còn xài còn được. Quan trọng mấy cái cây cột. Quan trọng mấy cây cột này nè. Cái cây cột này cô cắt lên chưa cái nhà này? Thì cũng được lá luôn á. À mới mùa đúng không? Không mong cái này lập to lên chắc phải thay mấy cột rồi cho nó. Tại cột cây mà. Có bình thường. Bình thường mà. Thấy nó nhỏ quá nè. Không có. Bán bình thường. Tôm mình đâu có nặng đâu. Rồi bây giờ cái chuyện mà cái nhà mình dột ha, thì anh cũng là kiểu như là chú Tấn với cô Kim Hồng ở Mỹ á, là kiểu như là cũng nói với anh là xuống hỏi em coi có muốn mong ước cái gì không. Rồi hỏi em vậy thì cái nhà này giờ mong ước là được lọt tôn là đúng không, để cho điện dột cái chỗ em ngủ là đang bị dột đúng không. Rồi để anh báo lại cô chú, rồi nếu mà sửa lại thì anh sẽ kêu thợ, kêu đồ lại sửa cho em. Nha. Cũng như là lập lại cái máy tôn. Giờ lập bỏ lá, lập lại cái máy tôn, bỏ cái lá ha. Dạ. Vậy là giờ vậy đúng không? Dạ. Rồi để anh sẽ báo lại với cô chú. Và bây giờ như anh đọc cái danh sách của Mạnh Thường Quân gửi tiền về cho em luôn. Giờ anh đọc anh chào cho em đó nha. Sau đây là danh sách của 16 Mạnh Thường Quân trong nước cũng như là ngoài nước gửi về để ủng hộ em Nguyễn Văn Lì ở Gạch Chăm, xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Và người đầu tiên là anh Phương ở quận 12 gửi cho em là 1 triệu. Em Phú, cái này em Phú không có chuyển tiền, em Phú không có ghi kiểu như là ở đâu ha. Em Phú 500.000. Bạn Tùng 500.000. Một Mạnh Thường Quân ở Sài Gòn nhưng mà xin được giấu tên 2 triệu. Thứ năm Mạnh Thường Quân thứ năm á là bà Năm. Tại vì cháu ngoại của bà Năm á, có liên lạc với Phiên, nói là thôi bà ngoại em nói anh cứ nói là bà Năm được rồi cho nên Phiên cũng biết tên nha cả nhà. Thì yêu cầu của anh đừng quên sao thì mình đọc vậy. Bà Năm ở thành phố Cali, nước Mỹ gửi về cho em số tiền là 4.600.000. 1 triệu, 1.500.000, 2 triệu, 2.500.000, 3 triệu, 3.500.000, 4 triệu và 600.000. Đây.
chị em. Bạn Võ Minh Biền gửi cho em số tiền là 1 triệu. Một, 500, 1 triệu. Bạn Trần Văn Thương ở Trần Đề 500 ngàn. Đây, 500. Chị Thí Lê ở Úc 300 đô. À, chị Oanh ở Úc 50 đô. Và Anna ở Úc 50 đô. Tổng cộng chị Thí Lê, chị Oanh với chị Anna gửi là 400 đô Úc. Đây, nó nằm trong cộng này. 400 đô Úc thì người ta quy thành tiền luôn. 6 triệu 936 ngàn. Đây. Gọi số tiền này nha. 6 triệu 936 ngàn đúng không? Ừ. Số tiền của chị Thí Lê ha. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 6,5 triệu, 6 triệu 936 ngàn. Rồi. Okay. Vợ chồng anh Danny Bành ở Mỹ gửi cho em số tiền là 200 đô Mỹ là đây 200 đô Mỹ. Không, cái này của Ngọc Phạm. Đây. Anh như bạn 200 đô. Đây là 229 nhân 2 ha. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 500. 80.000. 80.000. Đây là phần của vợ chồng anh đang nhận bằng 200 đô Mỹ là 4 triệu 580.000. Cô Mai Phạm ở Mỹ gửi cho em là 3 triệu. Đúng rồi. Cảm ơn. Ba triệu. Bạn Lê Quốc Việt ở Ngã Bảy Hậu Giang gửi cho em 300 ngàn. 100, 200, 300. Chị Hay Khởi ở chợ Kinh Đào gửi cho em 300 ngàn. 100, 200. Đổi lại cho chị 300. Và Mạnh Thương Quân cuối cùng là chú Tấn và cô Kim Hồng ở Mỹ có gửi về cho em số tiền là 600 đô Mỹ. Nhưng mà bây giờ chú với cô là dặn cho anh là sẽ trao cho em 500 đô ha. Ừ. Còn 100 đô Mỹ còn lại á là hàng tháng. Ừ, anh sẽ giao cho anh chồng là hàng tháng á, mỗi một tháng á, là sẽ gửi cho em bao gạo, gửi nào hết 100 đô đó thôi. Ừ. Ha, hiểu không? Ừ. Tức là gửi về 600 đô nhưng mà trao tiền mặt cho em nó đây là 500 đô. Còn hàng tháng là sẽ chở mỗi bao gạo 25 kg sẽ hỗ trợ em 2,3 triệu đó, là sẽ hỗ trợ em gạo ăn hàng tháng ha. Ừ. Và số tiền 500 đô á là 11,216,000. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu. Mấy trăm nhân? 216 ngàn. 216 ngàn. Đây, anh gọi cho em. Rồi còn cái này là 2,3 triệu nha, anh đếm lại nha. 2,3 triệu nữa mua gạo hàng tháng.
2.3 phải không? 1 triệu, 1.5 triệu. Rồi đúng rồi, đúng 2.3 chưa? Đúng rồi, 2.300.000 này. Đúng rồi, 2.300.000. Ở đây thì anh em giao cho anh ha, tại vì Lì là em của anh thì em sẽ giao 2.300.000 này cho anh để anh tiền gạo hàng tháng. Mỗi tháng là bao gạo 25 kg ha. Thì danh sách 16 mạnh thường quân hiệu phim cũng vừa đọc xong nha cả nhà. Ở đây thì cho phép anh em mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã tin tưởng và gửi tiền về ủng hộ cho em Lì chị căn bệnh coi như nó cũng ngang ngửa với ung thư rồi. Trong cái mùa dịch này thì biết mọi người cũng là mang rất là khó khăn, nhưng mà có tấm lòng như thế thì cho phép em xin cảm ơn tất cả mọi người gần xa trong nước cũng như ngoài nước. Một lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người nha. Và chương trình hôm nay xin cảm ơn mạnh thường quân gần xa trong nước ngoài dài nước để ủng hộ cần số tiền để đi chữa bệnh. Ờ, có gì đâu. Có gì đâu, khóc em ơi. Nè anh nói nè, phải không, ví dụ còn nước còn tát đúng không? Anh thì khả năng của tụi anh tới đâu thì tụi anh làm tới đó. Thì thật sự cái số tiền này là anh bất ngờ luôn á. Tổng cộng cái số tiền này là mình trao cho em đó ngày hôm nay là 38.716.000 nha cả nhà. Thật sự bất ngờ luôn, bất ngờ luôn. Cái mùa Covid này thì mà mỗi người đồng được, mọi người đồng cảm như vậy là anh em quá trời vui luôn. Còn nước còn tát hiểu không, em sống lạc quan lên để sống với gia đình và vợ, đặc biệt là vợ em ha, lâu thêm chút xíu đó. Cứ sống lạc quan đi, không có gì đâu. Giày dép cũng có số mà, vì cứ sống lạc quan đi, em đừng có suy nghĩ nhiều quá đúng không? Rồi, xin cảm ơn những người mấy cô mạnh thường quân trong nước và ngoài nước á ủng hộ cho con tôi số tiền. Nhưng cảm ơn không có gì đâu mà xấu ơi, đâu có gì đâu, tại vì kiểu như là nó cũng tôi sao cũng cái duyên chứ cái vấn đề mà từ thiện này anh em con cũng không có chuyên làm những vấn đề này. Thì kiểu như mình có duyên, mình có phước thì bà con người ta giúp đỡ mình thôi coi, chứ cũng không có gì. Chẳng lẽ phim cũng chia sẻ với bạn là do mùa dịch nhiều quá thì cũng có rất là nhiều anh chị em gần xa gọi là cần sự giúp đỡ, nhưng mà đợi mình ổn ổn cái mùa dịch này lại nha anh chị, thì để cho anh em cũng hạn chế đi lại đó. Thì em sẽ xác minh một số hoàn cảnh, nhưng mà chưa biết hoàn cảnh tiếp theo là ai, nhưng mà em hứa em sẽ làm, nhưng mà là sẽ quay đó. Nhưng mà mình cũng thông cảm, mọi người thông cảm cho em là tại vì mùa này đi lại nó khó khăn quá đó. Thì quá trình vẫn sẽ làm, vẫn sẽ quay, nhưng mà nó sẽ hơi chậm xíu, thì mức mong được sự thông cảm của mọi người. Anh em mình xin dừng video hỗ trợ em Nguyễn Văn Lì tại đây nghe cả nhà. Thì cho phép VPN sẽ đóng cái tài khoản của mình lại để mình có thể tìm những cái hoàn cảnh khác nữa ha. Rồi còn cái số điện thoại của em Nguyễn Văn Tốt là em ruột của em Nguyễn Văn Lì đây á, VPN sẽ để ở dưới cái phần mô tả video đó. Thì cô chú anh chị em nào gần xa có muốn giúp đỡ cho em Nguyễn Văn Lì á thì có thể vào cái phần mô tả, sẽ có địa số điện thoại của em Nguyễn Văn Tốt và địa chỉ nhà của em Nguyễn Văn Tốt để mình có thể giúp đỡ em Nguyễn Văn Lì ha. Còn cái số tài khoản của VPN thì VPN xin đóng lại, khép lại cái hoàn cảnh của em Nguyễn Văn Lì tại đây để mình tìm hiểu những cái hoàn cảnh khác, những cái đi những cái nơi khác trên địa bàn huyện Cù Lao Dung thì sẽ có những cái hoàn cảnh tiếp theo. Nhưng mà ổn ổn lại nha anh chị, không dài giờ tụi em cũng chưa dám đi đâu xa hết. Thì Cù Lao Dung Vlog xin chúc tất cả mọi người, tất cả mạnh thường quân được nhiều sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình và người thân để vượt qua cái mùa dịch một cái giai đoạn rất là khó khăn nha. Chào tạm biệt mọi người, bye bye.